em nhá. Đấy, này lại tiếp tục một công việc, đó là công việc của một người phụ hồ đấy, đang đi đào, đây gọi là đào đào móng của căn biệt thự đấy, này làm chơi lớn đào móng căn biệt thự. Biệt thự này là biệt thự nhà vườn, nó rộng khoảng tầm gần 1.000 mét vuông nha anh em nhá. Đấy, anh em đây là thanh niên đang công việc phụ hồ đây, xúc đất rất khỏe. Chào các con vợ nhá. Vãi lồn luôn các đầu môi. Hôm qua chúng tôi là lấy cái ấy à, nó lấy cái cây nhức anh quăng mầm vào nó lấy thì mới ra được. Mảnh gì hay là con chó nó lại chui vào đây. Đây là cái móng đào trước rồi. Thì anh chỉ nghe ra rộng thì đỡ cho anh dựng nhé. Ờ. Cho nó vuông thật đẹp. Thì chỗ lại biết sao. Chú yên tâm, anh thợ chính không phải lo. Chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Nhớ cái ra. Nhớ cái nó ấy dây lên kìa. Nó độ dây lên kìa. Thế bỏ giá lên được thợ chính. Cả sao mới lên được thợ chính. Chính là cái gì? Con nào xây gần xong nhà ấy. Cấp cho cái bằng. Đây tại chính. Ô chứng tỏ ông bài phết như nhỉ. Chỉ muốn buông tình ta. Ui sao đây có chạy này. Anh ơi. À thế à? Ừ. Chạy này, đào đi. Càng về càng bé anh thưa. Em dặn nổi cây cỏ cái nào cái cỏ đằng sau này êm á. Lệch tim cái này ở chỗ này lắm, phải đi sửa vào ạ. Cái chỗ này đào ra quá rồi. Nhưng mà sửa bên trong đơn giản. Yên tâm. Cuộc sống nó là như thế, sung sướng gì đâu. Các bạn biết sung sướng là gì không?
Các bạn có biết sung sướng là gì không? Sung sướng là như thế này này. Dây mơ dây má ấy, đúng không? Ngày xưa dây mơ dây má. Ngày xưa đi đào củ mua bán ấy. Trẻ con đấy. Thế là ra đi bán, đang đi bán thì ra lấy cho hậu đất ui thì phải nhiều dễ gì. Đổ đất đi, đổ múc, đổ đống dễ chám thì mấy thằng xú xít là nhặt. Chán luôn. Thế à? Ngoái ở cái chỗ đầu dốc mà đường vào nhà em ấy, cái đầu dốc mà chỗ nhà cũ ấy, vừa ao cũ ấy, làm lò gạch ấy. Nghe đợt đi làm keo mình mới biết. Đạt ơi, Đạt, đào xuống lúc thấy có vàng ở dưới này nào? Thế này nào? Lượng bảo rồi bác ấy khôn ở đâu khu đây này chứ có lao vào mà kiểu gì cũng thấy. Cũng mệt phết đấy, như đùa đâu nhỉ, mệt như đi xúc đất đi nhỉ. Công nhận mệt như đi xúc đất. Ô con gà to thế mà mù, mẹ nó nát nó run nó biết. Mệt quá. Hello cả nhà nhá. Anh em tôi đã đào xong cái móng rồi. Vất vả từ sáng đến giờ luôn. Cái móng anh em nhìn đống đất này. Đào lên đống đất này. Mệt thật.
rất là mệt luôn. Cuối cùng thì cũng xong được cái móng, đào xong được cái móng.